Rồi, xin chào các bạn. Mỗi ngày một công trình thì hiện tại Vgroup đang có mặt tại căn nhà vườn 2 tầng mái Nhật dạng tân cổ của anh Đại tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Với công trình 2 tầng mái Nhật dạng tân cổ này thì bên công ty cổ phần Vgroup cũng đã được anh tin tưởng và giao cho hạng mục thi công mái ngói công trình nhà anh. Đấy. Và kết cấu dự kiến thì bên mình thì đã sẽ chia sẻ với các bạn. Và cái công trình này thì anh Đại không làm cầu thang lên mái và chỉ để đập ngói thôi và chống lóng các bạn nhé. Và với mặt bằng kiến trúc thẩm mỹ của cái ngôi nhà thì bên mình cũng đã từ ngày tư vấn và đến khảo sát công trình đến như cũng như hiện tại thời điểm thi công hoàn thiện gần gần xong cho anh. Thì cái công trình này bên mình cũng đã chuẩn bị bàn giao cho anh rồi. Đó. Và cái kết cấu sử dụng trình là kết cấu hệ hai lớp kèo mè đập ngói không tận dụng không gian tầng áp mái các bạn nhé. Đấy. Và ngói sử dụng trình là ngói đất nung trắng men mang thương hiệu Pride. Và sau đây mình cũng chia sẻ một số hình ảnh cái kiến trúc cũng như cái kết cấu của sử dụng cho cái công trình 2 tầng mái Nhật dạng tân cổ của anh Đại tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Rồi, mời các bạn theo dõi video. Việt Rút, mái đẹp từ tâm, hotline 0918 433 558. Rồi, xin chào các bạn nha. Hiện tại trước mặt các bạn đây là cái công trình 2 tầng mái Nhật của anh Đại tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đây là cái căn 2 tầng mái Nhật dạng tân cổ các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái phào chỉ chi tiết dạng tân cổ rất là chi tiết và tỉ mỉ nhé các bạn nhé. Đó. Với công trình này thì bên mình cũng đã được rất vinh hạnh được anh Đại giao cho cái thi công hạng mục mái ngói và bao gồm cái hệ thống chống sét chủ động trên kia. Đó. Với công trình này thì từ ngày khảo sát đến tư vấn bên mình cũng đã triển khai xong hệ hai lớp đây rồi. Đó. Và cái công trình này như các bạn thấy thì nằm trong cái khuôn viên của cái xã An Châu. Thì trước mặt của công trình là nhìn thấy trường tiểu học xã An Châu các bạn nhé. Đấy, trường tiểu học. Hai cái ngôi trường tiểu học và cơ và trường tiểu học và trường mầm non xã An Châu các bạn nhé. Đó. Và đi theo dọc cái trục đường cánh đồng thì về với cái xóm Đồng Lạc của xã An Châu đây. Như các bạn thấy công trình 2 tầng mái Nhật nổi điểm nhấn giữa cái khu dân cư của xóm. Các bạn có thể nhìn hình ảnh trên cao nhìn thấy cái tòa nhà rất là hầm hố và đặc biệt là nổi bật giữa cái xóm làng này. Đó. Đấy, công trình này thì bên mình cũng đã triển khai theo đúng thiết kế của anh. Đó. Đúng thiết kế là với độ dốc là 30 độ các bạn nhé. Đấy. 30 độ, độ dốc 30 độ. Thì công trình này có chiều rộng là 10 m thì bên mình cũng đang triển khai là 30 độ tức là 60%. Thì tương đương chiều cao mái là có 2,95 m các bạn nhé. Đấy. Đây. Với cái công trình này thì như các tiến độ các bác thợ xây thì cũng đã chặt ngoài cái phần tầng 2 xong hết rồi và bên mình triển khai cái phần hạng mục mái ngói. Và những cái phào chỉ mà mặt bằng thi công cũng rất là trơn tru và sạch sẽ. Đó. Và bên mình triển khai mái ngói rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Cái dạng tân cổ này thì như công trình này như các bạn xem hình ảnh trên cao nhé. Có một mái chính và ba mái phụ các bạn ạ. Đấy. Một mái chính đây, phần mái chính này các bạn nhé. Đó. Và hai mái phụ bên hông và một mái phụ đại sảnh. Và nó có cái phần cửa ban công của mặt tiền là cái cửa chính đại sảnh và cửa trên ban công. Đó. Và sau này thì anh sẽ cái nối tân cổ này thì sau những cái mái ban công vòm này anh sẽ lắp cái nhôm đúc rất là đẹp. Đấy, anh bạn nhìn thấy không? Đấy, kiến trúc phào chỉ các bạn sẽ nhìn là rất là nổi. Đó. Và bên mình cũng rất vinh hạnh được anh Đại đã giao cho cái công trình thi công mái Nhật của anh. Đó. Và sau đây mình cũng sẽ lên mái để chia sẻ cho các bạn kết cấu của công trình này và xử lý một xí vị ý cần lưu ý khi thi công mái ngói chuồng chim không đập ngói các bạn nhé. Em làm ok rồi mà. Rồi, ok. Xin chào các bạn. Đây hiện tại mình đang đứng trên cái tầng áp mái của cái công trình 2 tầng mái Nhật của anh Đại tại xã An Châu. Như các bạn thấy thì công trình này là bên mình cũng đã triển khai thi công là hệ hai lớp kèo mè đập ngói các bạn này. Đấy. Hệ kèo này thì nó rất là dày đặc nên là cái câu chuyện tận dụng không gian tầng áp mái nên là rất là khó các bạn nhé. Đấy. Cái câu chuyện này thì như các bạn thấy thì công trình này chủ nhà không thiết kế cầu thang lên. Đây là cái khu vực nội thăm lên mái. Đấy, nội thăm lên mái.
Đây các bạn nhìn thấy cái phần tầng 2 nhé. Đây là lỗ thăm nên mái, cái kích thước này thì nó chỉ là 80x80. Thì nên mái để ra thăm bồn nước. Đó, như cái vị trí bồn nước nội thiên. Đấy. Đây là cái khu vực bồn nước bên chủ nhà cũng đã triển khai lắp đặt rồi. Đấy, bên mình thì triển khai 100% cái phần hạng mục mái ngói và cái hệ thống chống sét chủ động đây các bạn nhé. Đấy, hệ thống chống sét này thì là cái kim. Cái kim như các bạn biết là kim là Niva CX 040 nhé các bạn nhé. Đó, và sau đây là cũng như nơi khớp bơ dít và hệ thống dây tiếp điện xuống bãi cọc tiếp điện đi theo hộp kỹ thuật trong này. Đấy, thì cái theo thiết kế thì công trình này thì cái bồn nước nội thiên và cái khu vực nó sau có một cái mái phụ nữa các bạn ạ. Đấy, mặt một mái phụ nhé. Bồn mái phụ để cái phần này nó sẽ rộng và sau này các chủ nhà sẽ nắp cái bình năng lượng các bạn ạ. Đấy. Thì, hệ hai lớp kèo mè này thì như các bạn thấy mật độ khung kèo rất là dày đặc. Đó. Nên là đi lại rất là phải vượng các bạn ạ. Đấy. Đây là cái khu vực mái đại sảnh này. Đấy, đây là khu vực nóc chính nhá. Đây công trình này thì như các bạn thấy là có 4 khoang. Đấy, 1 khoang, 2 khoang, 3 khoang, 4 khoang. Thì cái công trình này là 4m45 các bạn nhé. Chiều dài 4m45, bên mình cũng đang triển khai là 1m1 kèo của cái khu vực mái chính. Và đây là cái phần mái phụ đại sảnh các bạn này. Và đây là hai mái phụ bên hông các bạn nhé. Đấy. Đây là mái phụ bên hông nữa. Mái phụ bên hông thì cái mái phụ có chiều rộng, cái độ chiều rộng nó chỉ là hơn 1m thôi. Đấy. Hơn 1m các bạn nhé. Đó. Và đây là cái hệ thống dây dẫn tiếp địa của hệ thống chống sét đi theo hộp kỹ thuật xuống bãi cọc tiếp địa. Bên mình cũng đã lắp đặt và triển khai bàn giao. Đấy, còn chỉ còn hạng mục mái ngói thôi. Và cái ngói sử dụng chương trình là ngói đất nung trắng men. Đây các bạn nhé. Đấy. Và đây là ngói đất nung trắng men mang thương hiệu Pride các bạn này. Đấy. Đó. Và đây là cái phần vỏ mác của cái ngói các bạn nhé. Đấy. Đây là cái phần hiện tại cái ngói thì bên mình cũng đã triển khai cái phần này. Đó, bạn nhìn thấy không? Hiện tại nập nốt để chuẩn bị sử dụng những cái viên bò lóc sẽ triển khai để bàn giao cho công trình. Như các bạn thấy thì hệ khung kèo, hệ hai lớp kèo mè thì nó rất là dày đặc và như cảm giác là đi lại rất là khó khăn. Đó, thì công năng sử dụng mà bên công ty cổ phần Bến Đúc cũng đã triển khai thi công và tư vấn về hệ kết cấu làm sao cho phù hợp nhất với cái công năng. Đó. Nhìn thấy không? Đó. Đây, xin chào các bạn, hiện tại mình đang đứng trên cái mặt mái phụ của cái công trình hai tầng mái Nhật của anh Đại, nhìn về phía cánh đồng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, lầm lũi một công trình tòa biệt thự nhà vườn tân cổ, nhìn từ cánh đồng nhìn xa khác biệt giữa những cái hàng xóm bên cạnh. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy, thì cái công trình này, đây là cái khu vực mái chính này. Đấy, mái chính này hơn 4m các bạn nhé. Đây là cái hệ thống chống sét chủ động này. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, bên mình đã triển khai cái phần mái ngói và cũng như cái hệ thống chống sét chủ động này. Và cái bộ phận này thì đây là kim Niva CX040. Đó. Và qua kết quả thi công cũng như đo nghiệm thu cái phần điện trở của cái công trình của cái bộ phận chống sét này, cái số lượng điện trở nó chỉ có hơn 3 ohm các bạn nhé, 3,5 ohm gì đấy, mình cũng không nhớ lắm. Thì cái công trình này như các bạn thấy là có hai cái chuồng chim nhé các bạn nhé. Đây là chuồng chim bên mặt bên phải này. Và đây là cái chuồng chim mặt bên trái. Đó. Thì công trình này, cái chuồng chim này thì như các bạn thấy rõ không? Cái mà nó có sự khác biệt gì không ạ? Đó. Mái nhà dạng tân cổ thì trong thiết kế và chủ nhà cũng đã thi công. Cái chuồng chim này là chuồng chim dạng tân cổ phào chỉ rất là phức tạp và đặc biệt là không được ngói các bạn nhé. Chuồng chim mái dạng vòm. Đó, bạn nhìn thấy không? Mái dạng vòm. Thì từ có những cái chuồng chim dạng khác các bạn ạ, dạng nộp ngói và dạng giả ngói, cũng như kiểu các bác đắp giả ngói bằng xi măng. Đấy, thì cái công trình này thì chủ nhà đã lựa chọn là không đắp giả ngói và cũng không được ngói, dạng tân cổ và nắp mái vòm, không dán được ngói các bạn nhé. Đấy, không dán được ngói. Nên là chủ nhà cũng đã chắt phẳng và chống thấm tất cái bề mặt hệ thống xung quanh hai bên chuồng chim. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đó. Đấy. Thì dạng tân cổ thì thường thường các bác bên thiết kế cũng như bên mình triển khai thì gặp rất nhiều công trình là dạng tân cổ thì chuồng chim thường thường là sẽ không được mái ngói các bạn nhé. Đấy. Dạng mái Nhật bình thường thì sẽ chuồng chim sẽ là mái Nhật. Đấy, nhưng mà dạng tân cổ điển, mái Nhật tân cổ điển thì chuồng chim sẽ là như công trình nhà anh Đại đây. Đó. Thì cái câu chuyện thì nộp ngói như nào giữa cái mái này thì bên mình đã có biện pháp, những cái biện pháp theo cái phương pháp của Việt Rút thi công là những cái tiếp giáp tường và ăn vào mái ngói này. Bên mình sẽ phải xử lý rất cẩn trọng những cái chỗ này và những cái chỗ này.
Đấy. Đó. Và như các bạn thấy thì mái phụ đây, nhưng bên mình còn thiếu một chút ngói nữa. Và nộp cho cái phần hông xối bên này, mặt tiền, và xử lý những cái điểm tiếp giáp các tường cũng như cái điểm tiếp giáp các mặt mái, nên là bên mình sẽ hoàn thiện trong dự kiến khoảng độ tầm một ngày nay và buổi sáng mai nữa là xong bàn giao công trình. Đấy, công trình này không có mái dưới các bạn nhé. Đấy, chỉ có mái chính thôi, mái trên thôi, trên nhất thôi. Và cái màu ngói thì như các bạn thấy thì chủ nhà đã sử dụng màu ngói xanh than các bạn nhé. Đấy, với ngói nhà tông trong cái phối cảnh 3D cũng như thiết kế và lựa chọn của chủ nhà thì cái công trình này là lựa chọn màu xanh than rất là nổi bật với cái màu tông trắng tân cổ các bạn nhé. Đấy. Và sau khi hoàn thiện thì bên mình sẽ quay video hoàn thiện cho các bạn xem. Thế nên là các bạn chờ sau khi hoàn thiện cái công trình này nhé. Rồi, vừa rồi mình cũng chia sẻ nhanh về cái kết cấu kiến trúc cũng như cái kết cấu sử dụng công trình của hai tầng căn hai tầng mái Nhật dạng tân cổ của anh Đại tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nếu các bạn mong muốn một đội mái ngói thi công chuyên nghiệp như Vrup thì các bạn hãy liên hệ hotline 0918 433 558, hoặc các bạn có thể ở tỉnh Thái Bình nói chung cũng như huyện Đông Hưng nói riêng, đặc biệt là xã An Châu các bạn nhé. Thì các bạn hãy liên hệ hotline thì bên mình sẽ cho các bạn địa chỉ chi tiết cũng như số điện thoại của chủ nhà, và các bạn cũng đến thăm cái chất lượng Vrup thi công cho nhà cái mái Nhật cho anh của anh Đại là như nào. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào.